Tối ngày 12 tháng 1, một người dân tinh nghĩa khi đi lính lưới ở sông Hậu, đoàn chạy qua xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đã đánh bắt được một con cá hô khủng. Con cá hô cân nặng hơn 110 kg. Sự việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ xung quanh. Ngay khi biết tin, một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã xuống thu mua con cá hô khủng ngay trong đêm. Đây là con cá hô khủng đầu tiên mà người dân bắt được trong năm 2015. Trước đó, năm 2014, người dân đã bắt được ba con cá hô. Cụ thể sáng 16 tháng 10, ngư dân Trần Minh Dũng ngụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc thả lưới bắt được con cá hô lớn trên một nhánh sông Đồng Nai nặng 128 kg. Ngày 6 tháng 12, ngư dân Nguyễn Văn Minh bắt con cá hô nặng 130 kg trên sông Cổ Chiên, tỉnh Bình Long. Tối 28 tháng 12, một ngư dân tên Nghĩa đi buổi lưới trên sông Nha Mân, tỉnh Đồng Tháp đã bắt được con cá hô nặng hơn 90 kg. Cá hồi là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, thường sinh sống ở những sông lớn như Mekong, nhưng chúng cũng thỉnh thoảng bơi vào những kênh rạch sông nhỏ để kiếm thức ăn. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt bởi giá bán của chúng cao lên cả trăm triệu đồng trên một cân.